Băng Di trong phim đi giật chồng ở ngoài lại có người yêu siêu đẹp trai, là đại gia cực thân với Hà Tăng. Những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc của nữ ca sĩ bên người yêu liên tục được chia sẻ trên Facebook cá nhân. Xuất thân là người mẫu ảnh, bằng chính tình yêu nghệ thuật mãnh liệt, Băng Di đã chứng tỏ bản thân khi lấn sân sang con đường ca hát. Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh truyền hình qua các bộ phim như Thiên Sứ Long Bông, Những Ngày Hè Xanh, Xúc Sắc Mùa Thu, Cuối Đường Băng, Gia Đình Phép Thuật. Với gương mặt xinh xắn, thân hình quyến rũ, Băng Di phát triển mạnh hình ảnh nữ ca sĩ cá tính. Vốn là người kín tiếng nên Băng Di hầu như không hé lộ nhiều về chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên một chàng trai. Từ việc đi sự kiện chung cho đến cùng nhau dùng bữa tối, đi siêu thị đều thu hút mọi sự chú ý của người hâm mộ. Băng Di hạnh phúc hôn bạn trai. Người đẹp liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu đại gia. Người yêu mình dễ thương ghê, không có hiểu nhiều tiếng Việt, vậy mà mỗi lần mình viết status gì cũng bay vô like với thả tim li lịa. Mà thôi vậy cũng đỡ, mai mốt có giận gì viết status chửi, chắc anh cũng không biết đâu lại còn vào thả tim nữa, Băng Di tiết lộ. Được biết, bạn trai của Băng Di là gương mặt khá quen thuộc với giới doanh nhân, anh tên là Tristan Hachim. Hiện đang quản lý một quán bar nổi tiếng thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, anh chàng còn là bạn rất thân của gia đình Tăng Thanh Hà. Hầu như bất cứ hoạt động gì của nhà chồng, nữ diễn viên đều có sự xuất hiện của bạn trai Băng Di. Cả hai luôn tạo không khí lãng mạn ngọt ngào bên nhau. Cô không ngại khoe người yêu trên Facebook với mọi người. Thậm chí Băng Di còn sánh bước cùng Tristan Hachim đi sự kiện. Băng Di thường đùa bạn trai không giỏi tiếng Việt, nhưng cô viết gì ở Facebook cũng vào bắn tim. Cô nàng đang ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc. Bạn trai Băng Di rất chiều chuộng cô, anh là doanh nhân thành đạt, đang quản lý một quán bar nổi tiếng thành phố Hồ Chí Minh, chơi rất thân với Tăng Thanh Hà. Thường xuyên xuất hiện cùng ông xã của nữ diễn viên, đồng hành cùng Philip Nguyễn trong công việc. Ngay cả đám cưới chị chồng Tăng Thanh Hà, anh chàng cũng có mặt. Tristan Hachim còn thân thiết với bạn trai Hoa hậu Đặng Thu Thảo và người đẹp Trúc Diễm. Bức ảnh mặt mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi của Băng Di sau khi tập vũ đạo về. Còn đây là khoảnh khắc cô Nhi sau một trận say. Đi ăn mà ngủ gật, chắc chỉ có thể Băng Di mà thôi. Khoảnh khắc Băng Di không thể tệ hơn khi trên môi vẫn ngậm dở một mẩu thức ăn. Dáng ngủ đặc biệt của cô nàng sang chảnh nhất gạo nếp gạo tẻ. Cả khi muốn thư giãn và tranh thủ làm đẹp mà cũng không được tha. Bạn trai Băng Di chú thích bức ảnh này khá vui vẻ rằng khi anh muốn đi ra khỏi nhà và bị bạn gái tìm cách giữ lại. Hai năm sống thử, người đẹp gợi cảm này khiến chồng không rời nửa bước. Thúy Diễm có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành sau 2 năm kết hôn. Thúy Diễm luôn được coi là nữ diễn viên xinh đẹp có duyên trên màn ảnh Việt. Không chỉ sở hữu nụ cười má lúm đồng tiền, Thúy Diễm còn có được body gợi cảm khiến ai nấy khó rời mắt. Niềm hạnh phúc lớn nhất với nữ diễn viên chính là tình yêu có được từ ông xã Lương Thế Thành. Cả hai lần đầu tiên đóng cặp với nhau năm 2012 khi cùng tham gia phim truyền hình Trái Tim Hoa Hồng. Bén duyên trên phim trường, cặp đôi diễn viên trở thành vợ chồng ngoài đời thật, Lương Thế Thành không rời bà xã nửa bước. Trước khi kết hôn, cặp đôi sống thử cùng nhau khoảng 2 năm. Theo Lương Thế Thành, anh không quá quan trọng chuyện quan niệm xưa, việc sống thử giúp cả hai hiểu được đối phương nhiều hơn. Lấy nhau hơn 2 năm, cặp đôi giờ đây đón thêm tin vui khi Thúy Diễm sắp chào đón đứa con đầu lòng. Cặp đôi vẫn luôn nhận được tình cảm mến mộ từ công chúng bởi tình yêu đẹp dành cho nhau. Chính Thúy Diễm là người khiến Lương Thế Thành thay đổi, bởi sau cuộc tình 11 năm với tình cũ, anh từng có ý định không bao giờ yêu người cùng nghề. Nói về ông xã, Thúy Diễm không ngần ngại dùng những lời có cánh để khen chồng. Người đàn ông đẹp trai nhất, bản lĩnh nhất, tài năng nhất, hiền lành nhất mà tôi thấy từ lúc tôi vào nghề tới nay. Những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn của cặp đôi này khiến nhiều người ghen tị. Thúy Diễm chia sẻ 2 năm kết hôn là thời gian vợ chồng cô hiểu nhau hơn trước. Nhảy mũi một cái là biết muốn gì, hiểu rõ cái tính xấu của nhau nhiều hơn, thấy ghét nhiều hơn, cãi lộn cũng nhiều, nhưng lại thấy gần gũi hơn, thương nhiều hơn. Chính vì những tình cảm trân trọng và hiểu nhau nên cả hai thường xuyên dành thời gian cho nhau. Trong mỗi dịp rảnh rỗi không vướng bận lực quay, Lương Thế Thành thường xuyên đưa bà xã đi nghỉ dưỡng. Với Thúy Diễm, cô đưa ra quan điểm, người phụ nữ thành công là người phụ nữ tự biết nâng niu bản thân mình, độc lập tự chủ và biết giá trị của mình ở đâu, nhất quyết không được để ai làm tổn thương mình. Nữ diễn viên tiết lộ thời điểm này cô đang mang thai con đầu lòng rất háo hức. Đặc biệt hơn, Thúy Diễm có thể làm được một việc mà bình thường cô khó có thể làm được, đó là ở nhà dành thời gian để coi lại bộ phim Chạm Vào Danh Vọng. Do chính cô thủ vai chính, bộ phim được thực hiện lúc Thúy Diễm làm đám cưới và bây giờ phát sóng đúng dịp cô mang bầu sắp sinh. Trước đây, nữ diễn viên bị cuốn theo công việc, không có thời gian để xem phim mình đóng trọn vẹn trên TV. Lần đầu làm mẹ, Thúy Diễm không giấu được niềm hạnh phúc khi đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Cô đã gác lại tất cả công việc để tận hưởng cảm giác lần đầu làm mẹ. Trước đây tôi luôn dành hết thời gian cũng như tâm sức để lao động nghệ thuật, cho nên cả hai vợ chồng rất ít khi gặp nhau. Và ai cũng đi làm từ sáng tới khuya, còn bây giờ tôi gạt bỏ hết công việc qua một bên để thực hiện thiên chức làm mẹ, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ông xã cũng tạm bỏ bớt việc để ở nhà, hai vợ chồng có cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn và bắt đầu tận hưởng không gian riêng của mình. Bây giờ hai vợ chồng đang rất nôn nao chờ đón đứa con đầu lòng. Và đề tài mỗi ngày của hai vợ chồng là bàn với nhau xem con giống anh cái này, con giống em cái kia, nói chung rất vui. Cảm giác lần đầu làm mẹ mới mẻ lắm và tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc ấy của mình. Nhã Phương và loạt mỹ nhân Việt bị dìm hàng nhan sắc trong phim, ngoài đời đẹp gấp 10 lần không nhận ra. Vì vai diễn, không ít mỹ nhân đã chấp nhận hy sinh nhan sắc, đồng ý để các chuyên gia trang điểm hay hóa trang biến mình thành những cô gái xấu xí quê mùa. Nhã Phương, khi hóa thân trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, nữ diễn viên có nhiều phân đoạn khóc nghẹn đến sưng cả mắt. Theo đó, cách trang điểm phối phụ kiện có phần tin hóa cũng ít nhiều làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Thường xuyên phải hóa thân vào vai diễn gái quê khắc khổ. Nhưng ngoài đời, mỹ nhân đình đám này là một cô gái ngọt ngào, sở hữu gu thời trang nữ tính, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc được xem là một trong những nữ diễn viên có gương mặt xinh đẹp nhất nhì showbiz. Cô sở hữu nụ cười tươi và đôi mắt long lanh mê mẩn lòng người. Thế nhưng khi vào vai nữ chính trong phim Silver Pretty phiên bản Việt, một mỹ nhân bỗng chốc trở thành cô nàng xấu xí, đầu tóc rối không ai nhận ra. Hình ảnh thời trang đối lập trong các bộ phim mà Lan Ngọc tham gia khiến tín đồ thời trang phải ngỡ ngàng. Diệu Nhi thành công với những vai diễn gái ế tương tự có gu thời trang không giống ai trên phim. Thế nhưng ngoài đời ít ai biết được Diệu Nhi là một mỹ nhân sắc nước hương trời, không chỉ xinh đẹp mà nữ diễn viên còn sở hữu làn da nâu cùng phong cách thời trang biến đổi linh hoạt. Trên phim Diêm Vúa lố lăng bao nhiêu thì Diệu Nhi ngoài đời lại ngọt ngào xinh đẹp bấy nhiêu. Sam là một trong những nữ diễn viên tài năng và sở hữu phong cách thời trang ấn tượng không hề kém cạnh các fashionista. Tuy nhiên, thế mạnh thời trang và vẻ đẹp ngọt ngào của cô là ít khi được xuất hiện trên phim ảnh. Thay vào đó là lạc quần áo thôn quê giản dị và mộc mạc đến không ai nhận ra Sam thời thượng, xanh điệu ngoài đời thật. Ngoài đời, Sam là một mỹ nhân ăn mặc rất xanh điệu. Cô cũng sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng không hề thua kém ai. Ngọc Lan quá thành công với những vai diễn truyền hình, cô được xem là đại diện tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ khắc khổ cam chịu trên phim. Với những vai diễn này, làm sao ekip cho bà mẹ xinh đẹp diễn đồ thời trang sành điệu được cơ chứ? Suốt ngày chỉ làm bạn với áo thun quần thun, đen rách thì nhan sắc xinh đẹp của cô cũng bị dìm đáng kể trên phim trường. Khắc khổ quê mùa trên phim, nhưng ngoài đời Ngọc Lan là một bà mẹ xinh đẹp, ăn mặc đôi lúc lại cá tính và rất năng động như thế này. Bella Mai thành công với vai diễn Duyên trong Nếu Còn Ngày Mai. Hình tượng người phụ nữ miền quê với những bộ cánh phai màu ruộng đất cũng làm cô kém xinh đẹp. Thế nhưng đó chỉ là trên phim ảnh, còn ở đời thường nữ diễn viên ăn mặc rất sexy với làn da trắng không tì vết. Trên phim lam lũ nhem nhuốc nhưng ở ngoài đời lại nóng bỏng và sexy thiêu đốt. Ngoài ánh nhìn với bikini hai mảnh họa tiết tropical. Từ scandal vắng mặt của Huỳnh Anh, Đàm Vĩnh Hưng xõng ngang, có thời gian Hà Hồ cũng đi trễ. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về thực trạng đi muộn, đến trễ hiện nay của nghệ sĩ Việt. Gần đây, câu chuyện nam diễn viên Huỳnh Anh đột ngột vắng mặt, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Cũng từ lùm xùm này mà cư dân mạng càng thêm rình rang về vấn đề giờ cao su vốn còn tồn tại nhiều ở Việt Nam. Nghe đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng trong cuộc họp báo gần đây. Theo đó, vào chiều 18 tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo live show Bởi Vì Yêu ở Hà Nội. Ngoài những chia sẻ quanh đêm diễn ông hoàng nhạc Việt còn khiến nhiều người quan tâm với loạt phát ngôn thẳng thắn về thực trạng nghệ sĩ đi muộn hiện nay. Chia sẻ một vài trang tin, Đàm Vĩnh Hưng cho biết những bức xúc của nghệ sĩ Việt Hương trong sự việc vừa qua chính là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ lớp sao trẻ trong giới showbiz. Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, việc Hương không hung dữ như tôi, chính vì thế sự việc phải là giọt nước tràn ly, cô ấy mới lên tiếng. Tôi nghĩ do Hương gặp quá nhiều trường hợp như thế, nên lần này mới phản ứng như vậy. Thật ra, nếu cứ không nói thực trạng này sẽ tiếp tục diễn ra. Khán giả là những người ngoài cuộc, họ không hiểu cảm giác bực bội phải chờ đợi đàn em hàng giờ đồng hồ. Trong khi đó, việc đi muộn lại kéo theo hàng loạt hệ lụy khác. Mọi người ai cũng có cuộc sống, gia đình của mình, tại sao tất cả lại phải đợi một người? Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ thêm là ngay cả người em thân thiết của anh là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từng có một số lần đi muộn. Thấy vậy, nam ca sĩ lập tức mắng và hỏi nguyên do. Sau cùng, Hồ Ngọc Hà vẫn rất tôn trọng người khác, giải thích rõ ràng và gửi lời xin lỗi ngay, nên Đàm Vĩnh Hưng thông cảm. Anh cho biết thêm, Hà nói với tôi em không phải là loại người như vậy đâu. Do một số yếu tố về gia đình và su beo nên cô ấy mới đi trễ một chút. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng dành lời khuyên dạy cho các thế hệ đàn em. Các bạn trẻ phải thay đổi mình đi. Nếu không nói thì lại tái diễn, ngay cả ngôi sao quốc tế để người khác chờ đợi cũng bị chửi, bị ném đá. Nói chi người Việt Nam, để các đàn anh, đàn chị phải chờ thì nhục lắm. Tôi cũng từng bị nhục khi đến trễ 5 phút, đến nơi đã thấy anh Hữu Châu ngồi đó. Anh ấy rất đúng giờ, tôi xấu hổ vô cùng nên lập tức chạy đến xin lỗi. Duy nhất một lần, không có lần thứ hai, dù các em có là ngôi sao lớn thế nào. Hãy nên cho người khác thấy sự tôn trọng bằng việc đến đúng giờ. Muốn được người khác tôn trọng, bản thân phải tự trọng trước. Tụi trẻ bây giờ ngông cuồng lắm, chỉ nhìn thấy sự việc phía trước mà không nhận ra hệ lụy. Bây giờ có thể dương tự đắc, nhưng đến khi ngạ các bạn sẽ biết. Vậy đấy, việc đến đúng giờ, không để người khác chờ đợi, không chỉ là quy tắc mà giới nghệ sĩ phải giữ, mà ngay chính mỗi người chúng ta cũng cần tôn trọng điều này. Mong rằng với những chuyện đã qua, mọi người sẽ biết giữ đúng lời hứa, đúng hẹn để không khiến người khác phải thất vọng.